mẫu đèn mới nhất của công ty bên mình. Hai mẫu đèn này có tên gọi là đèn Laser DJ Royal Singer, xoay 360 độ Pro. Hiện tại mọi người đang xem những cái hoa văn của đèn. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem những cái luồng tia của đèn. Nó chiếu ra những cái luồng tia 3D rất là ảo. Đèn này sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 mét vuông. Mọi người có thể mua để trang trí trong quán bar, vũ trường, những quán beer club, những cái phòng bay hoặc là những phòng karaoke kinh doanh cũng rất là đẹp. Đèn nó có chế độ cảm ứng đeo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS chuyên nghiệp. Mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc đó là dòng loa Bose L1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.